truyền vọng anh hùng gìn giữ gian xa, đời sáng tấm gương trong gian khó gian trường, với chí kiên hồng người cao tuổi Việt Nam, tuổi cao ý chí càng cao, tuổi cao gương sáng càng cao, chung sức chung lòng xây dựng dòng người lâu, gương sáng vươn về người người tuổi Việt Nam. Việt Nam.